Giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích người có nụ cười đẹp. Cười đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Cười thử coi, bạn nghe đây. Cười lớn, lớn xíu nữa. Đôi chân đi về đâu giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Yeah, yeah. Bao lần ta mơ ước giữa bước chân lang du mỏi mòn. Khi tình yêu lên tiếng sau tháng năm mây lầu tìm kiếm. Đã nắm giữ trong tay rồi tan tành như cõi mây. Dưng dưng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Yeah, yeah. Hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không? Cố kiếm đường cô về không? Thôi mẹ ở đấy mẹ ăn màng luôn. Em thì cũng chuẩn bị một ít thôi, 30% thôi. Nếu muốn mà đủ chuẩn luôn em thì phải 3-5 năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được. Mà thôi kệ, giờ này cũng thèm vợ lắm. Lành quá. Bắt tay cho coi. Rồi. Chào chị Cát Tường ở bên kia tường. Rồi chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Bên kia màn thôi, không có bên kia tường ha. Thì em tên là Võ Tấn Lực. Sinh năm 88. Em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai ạ. Làm nghề gì? Dạ em làm cơ khí thuộc hàng, hàng xì ở tại gia. Cơ khí thuộc hàng là sao? Hàng cơ khí là bên cơ khí nhưng mà mình thuộc nghề bên hàng á. Vô đây bao lâu rồi? Dạ em vô đây được ngày chị. Được ngày à? Dạ. Là sao? Nghĩa là em mới bắt xe vô đây được một ngày. À, vô để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Là xong là về lại đúng không? Còn nữa chị đi chơi nữa chị, rủ bạn gái đi chơi chứ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Con chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Thị Bình, năm nay em 24 tuổi, đang là nhân viên kế toán. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đắk Lắk. Mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 5-6 năm rồi. Vậy bây giờ bạn trai thì ở xa à, xuống đây tính nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò rồi có bạn gái đi chơi vài bữa rồi bạn về quê bạn lại. Dạ. À, ý em tính làm sao? Dạ cũng được ạ. Sao dễ dãi vậy? Rồi người ta đi luôn rồi sao? Chắc chia sẻ chút xíu khó khăn. Bình tĩnh. Xá ra xôi rồi nói cho bạn gái nghe đi. Xa xôi thì không có gì xa xôi hết anh. Cũng muốn có vợ rồi mà. Xa cỡ nào phải đi bằng được. Quyết tâm lấy vợ bằng được. Đấy. Nếu mà hẹn hò nhau thì mà bao lâu xuống đây? Tùy theo công chuyện hoặc là thời gian rảnh của bạn gái hoặc là của em sắp xếp được thì mình liên lạc với nhau hẹn lúc nào đấy. Em làm chủ thì em sắp xếp được hết đó chị. Yeah, dạ. Làm chủ hả? Làm tại nhà mà chị. À, em muốn bao lâu thì bạn trai xuống thăm em lần? Một tháng gì không? Một tháng mấy lần? Tháng 2-3 lần luôn em. Dạ được. Lần gì vậy? Thôi. Ông kia ông mạnh miệng dữ. Lần anh nhớ chịu nổi rồi. Thiệt yêu rồi là nhớ lắm á. Giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích người có nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Cười thử coi bạn nghe đây. Cười lớn, lớn xíu nữa. Cao tim 1m6 là được rồi anh. Được không? Dạ được, 1m6-15. Là người biết quan tâm. Có, cái đó là em dư sức luôn. Em chưa nói thôi. Không bao giờ em nói đi em. Em là một người biết quan tâm. Rồi. Đặc biệt là bạn gái. Ừ. Thích đi hát karaoke hoặc là đi uống cà phê. Hát thử câu nghe coi. Đứng lên mình biểu diễn luôn. Cho nó thoải mái đứng lên. Đúng rồi, như ca sĩ coi. Khi màn đêm buông xuống, từ mức chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quen lãng, chân dấu đi bắt đầu ngày tháng, chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi thay, đôi chân đi về đâu giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Yeah, yeah. Bao lần ta mơ ước giữa bước chân lang du mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng sau tháng năm mây lầu tìm kiếm. Yeah. Đã nắm giữ trong tay rồi tan tành như khói mây. Dưng dưng đôi bàn tay vẫn trong mong tình yêu về đây. Yeah, yeah. Hết hả? Còn nữa rồi thôi. Được. Ơi, dữ dội lắm à. Hay quá ha. Điểm đó là ưu điểm đó hả? Dạ. Biết nấu ăn nè, lau nhà giặt giũ. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Ừ. Nhưng mà em cũng cần một người phụ nữ của gia đình. Bạn nữ thì em yêu cầu cũng không quá nhiều. Cao tầm 1m50 trở lên. Được. Em còn hiếu thảo. Biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Được. Còn công việc em không quan trọng. Cho nên là về đó thì em thích thì em lo cho công chuyện buôn bán. Rồi phụ mẹ em. Ví dụ nhà em thì cũng có Photoshop mà nói chung nhiều thứ đó. Có nghĩa là giờ là lấy em là thứ nhất là đi về quê em ở. Nhà em ở, dạ. Thứ hai là làm dâu. Dâu. Bây giờ mẹ bắt làm nhiều quá mà bạn gái làm không nổi thì sao? Em có thể phụ, mẹ em có thể phụ với chị. Có không? Dạ có chứ. Ồ. Hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không? Cố kiếm đường cô về không? Thôi mẹ ở đấy mẹ ăn màng luôn. Mày đâu nghề của em á thì em ở trong này em kiếm việc em làm cũng được còn ăn mày. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ nói ưu điểm không à, khuyết điểm. Hút thuốc cũng hơi nhiều.
Thôi bỏ bớt đi. Mình cũng hay cộng nhau. Bao giờ tới tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm. Vậy là trong 1 năm nay là mình yêu xa là mình phải 1 tháng đi lên đi về mấy bận vậy đó. Không sao. Tốn tiền quá vậy. Được vợ mà tốn tiền gì trời. Tính toán thế. Rồi mỗi lần mình ở xa mình xuống mình thăm bạn gái mình có quà cáp gì không? Mình có lãng mạn không? Nên là có quà thì cũng có, nhưng mà quà nhỏ nhỏ thôi. Hồi lên tới đấy thì dẫn bạn gái đi chơi thì bạn gái chỉ cái này cái kia mình mua chứ. Em thích con ngọc bông đấy. Có con bông tặng cho em liền. Hay. Anh em thích chiếc nhẫn ngọc xoàn này. Đủ khả năng thì mua không đủ thôi sao mua được. Nhưng mà đủ khả năng là mua đúng mua không? Mua chứ. Ủa vợ vợ đẹp thì mình phải hãnh diện đúng vậy. Rồi. Trời ơi, sao không hãnh diện? Rủ có chia tay mình lấy nhẫn mình lột lại, đúng không? Giờ không cho anh Linh nói. Không có cho, tước quyền anh luôn, không cần cho, không cần cho. Bây giờ cuối cùng là chuẩn bị lấy vợ là mẹ chuẩn bị hay là mình chuẩn bị? Dạ, em thì cũng chuẩn bị một ít thôi, 30% thôi. Nếu muốn mà đủ chuẩn luôn em thì phải 3-5 năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được, mà thôi kệ, giờ này cũng thèm vợ lắm. Lành quá. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói yêu nhau thì chắc tầm 1 mối à. Vừa em nói không thì chắc 3-4 mối rồi đó. Mà toàn người ta đi lấy chồng hết rồi. Ủa lý do sao chia tay vậy bạn? Em thì đi làm rồi, còn người ta thì còn học cấp 3. Thì em cũng sợ là ảnh hưởng đến cái việc thi tốt nghiệp của người ta, là em còn tránh xa một tí. Tốt quá ha. Thôi xong rồi em đi làm xa. Đến lúc người ta thi tốt nghiệp xong thì rớt rồi kia, về người ta lấy chồng. Để anh xem bên đàn gái thế nào rồi thông báo cho em coi thế nào nha. Xin chào, dễ thương quá. Mình có đồng ý về quê ảnh không? Trên nó có công việc cho con thì con về. Có chứ. Dạ. Hàng đồng tiêu, đồng tiêu nè. Có thích chồng làm nghề hàng không? Hàng là hay nóng tính lắm á. Tại ở nhà ba con cũng hàng. Ủa vậy hả? Ba làm nhiều nghề lắm. Ồ vậy được rồi, vậy là có con rể cũng hàng luôn được rồi á. Được, dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Trước giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ em cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Rồi mối tình cuối cùng, rồi sao chia tay? Bạn kia có người yêu rồi mà em không biết. Nói chung là bạn gạt mình đó đúng không? Xí dạ, gạt đó đúng không? Dạ. Bạn nghe bạn gái bên kia có 3-4 mối tình, bạn có lo gì không? Lo là đâu, thì cũng hơn em được có 2-3 cái mấy. Có kinh nghiệm nhiều hơn em. Em không quan trọng ở chuyện đấy. Đừng có để người khác lừa nữa, nhiều nó được cái gì đâu mà. Em ít hơn em bị lừa nhiều quá chứ. Bị lừa sao? Tán đã 3-4 tháng để đã ra cái cao lắm là 6 tháng là về lấy chồng luôn. Em làm ông mai bà mối mắc tay lắm á, đụng vô con nào cái là con đó có chồng liền. Chết em. Được được. Nay đụng vô kia, cô kia có chồng không? Có, nhưng mà em làm chú rể thì được, còn không em không đụng đâu á. Rồi hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em con cậu. À dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quang Linh ạ. Em chào chị ạ. Em thấy chị gái bên này sao? Em thấy chị này cũng rất là dễ thương. Chị cười rất là có duyên. Và chị rất là xinh ạ. Rồi. Bạn gái bên có đi với người thân dạ, không? Dạ hôm nay em đi với chị họ và mấy người bạn của em. Dạ em chào chị Quyền. Chào chị Quyền Linh. Dạ em chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy anh bên này thì vui tính, ga lăng rồi nhiệt tình cũng hài hước. Bạn em thì nhiều lúc tính cũng trẻ con, hay giận hờn vu vơ á. Không biết anh có chịu được không? Đấy, chịu được. Chứ nhiều lúc cũng muốn có một người yêu mà có một tính phần nào đấy của trẻ con. Nũng nịu mình thì mình dỗ dành đấy. Nhưng mà đừng có trẻ con nhiều quá. Tâm ra khi bị mua sữa cho bú nữa. Bình nóng tính. Thì những lúc mà bình nóng tính như vậy thì không biết là anh sẽ làm gì? Anh sẽ xử lý như thế nào? Có chứ. Mình vui tính mà nhiều lúc mình làm trò hài, trò hề. Hoặc là hát ca gì đấy. Bạn nó đang nóng tính, đang có gì bực bội mà anh hát bạn nó càng khó chịu hơn thì sao? Dẫn đi ăn kem. Không thì mua hoa hồng, mua nhẫn gì đấy tặng cầu hôn. Chạy nào trật rồi hết lạ. Sau khi nghe anh chia sẻ thì em thấy là anh cũng là khá hợp với là bạn của em. Thì em mong là hai người sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn em. Hai người này gặp đi, em thuyết phục sao bên kia đồng ý nha. Kéo màn lên. Nãy giờ hơi ít nói rụt rè ha. Hả? Thấy có gì nữa là cứ mạnh dạn nha. Dạ này, em cảm ơn các anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ cũng đẹp trai. Anh thì khi yêu thì anh chấp nhận 3 cái là: một là mình thay đổi, vì người mình yêu mình thay đổi một phần nào. Hai là mình phải chấp nhận những cái tật xấu người ta. Ba là phải chung tình, thật thà. Em nghĩ chuyện làm dâu như thế nào? Dạ, đối với em thì bình thường. Quan trọng là nếu như mà mẹ chồng thương em thì em thương lại mẹ chồng. Mẹ anh rất là hiền. Mẹ anh thì hồi trước là cũng có nói với anh thì sau này á, mày mà cưới về tao mà tao thương con dâu hơn thì mày đừng mà đắt tao. Mẹ anh cũng là phận làm dâu.
cho nên cũng hiểu cái tâm lý của con dâu như thế nào. Nhận xét người đối diện thế nào? Đăng Khánh dễ thương, cười có duyên. Giờ mình đứng lên mình tiến sát gần lại mình tỏ tình. Giống như nãy nha, biểu diễn ấn tượng nào Hoàng. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Nhảy giờ lên. Đứng cái tướng xấu vậy. Quỳ xuống lên cầu hôn. Rồi nói gì đi. Nếu như em đồng ý là bạn gái anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn anh nói. Chứ anh nói là nhiều lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Thôi cho đứng đi. Ngồi luôn đi, mỏi quá. Em thì thích trai em gái. Anh thì anh sao cũng được rồi. Em sao cũng được. Nhá, trai hai là đủ rồi. Anh không có nhiều mà miễn sao em có sức thì anh cho đẻ. Bình thường. Em nãy giờ em nhìn cười, anh cười có duyên không? Làm sao có duyên? Cười lại nghe coi. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ mình suy làm thủ nha. Tục rất là quan trọng đó, bấm nút. Nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây không phải chuyện đùa. Hai. Ba. Rồi, chúc mừng nha. Hai người nắm tay nhau. Nắm thật chặt nào. Ủa sao ngọc vậy? Bốn nào vậy? Nắm chặt vô bạn gái, thấy sao? Ấm. Được không? Được. Hả? Sự ấm được, tại tay bạn hơi lạnh tí. Nắm tay em gái thì nhiều nhưng mà một số cảm xúc mà rung động thì chưa có. Giờ có giờ không? Có. Con. Có chứ. Vẫn chạy xuyên qua tim mà. Đây là duyên của xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nha. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Hai bạn nói gì bên kia nghe, bên đây nghe hết. Nói để cảm nhận giọng nói thế nào. Nói để cảm nhận xem cái người đó, cái tiếng nói có quen quen rồi, nó có ấm ấm, có ấm áp hay không ha. Và chúng ta sẽ gặp nhau để quyết định. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Huỳnh Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở bên kia. Chào tất cả mọi người đã có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là ca sĩ. Wow, ca sĩ. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc để mở đầu chương trình cho thêm một cái phần không khí sôi động, vui tươi một chút xíu. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng. Liệu vẫn cứ thế trông về nơi xa? Kiều hòa mơ rực rỡ và lấp lánh những nơi biển. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng gió về, nhưng biệt kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời. Cuộn làn sóng kia vội tìm hòn hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương không chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la. Hoàng hồn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Hồ Viết Bảo, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trọng hả? Rồi hát ha, bên kia Bảo Trọng nha. Đây thì hát hay lắm rồi đó. Một bài chào Sơn quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Dạ em chào chị Hồng Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, chào mừng bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như. Năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và toàn nhà những đồ trà xanh và cà phê. Mẫu Lộc hả? Dạ, dạ đúng rồi ạ.
cảm xúc rồi khi nghe giọng hát của cô gái Bảo Lộc, những cái đồi chè gọi là mênh mông như thế, nó cũng ngọt ngào như bài hát em vừa mới hát vậy. Mặc dù cô kia chưa hát mà chúng ta nghe róc rách cái tiếng suối, tiếng thác đang đi đó, cũng thấy ngọt ngào đúng không? Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Thật sự là em hát không được hay, nhưng mà cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không? Để đáp trả vấn đề quá. Em xin gửi đến bạn nam như các bạn khán giả bài thơ là Mai Anh Về Bảo Mật Với Em Không. Trời. Mai anh về bảo lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm nhiều từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, nhìn thật sâu với mình trong chiếc áo, đêm phố thị, sương dân bờ hư ảo, góc độ này chậm chậm ấm đôi tay. Hai ngày cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe cội nguồn, nghe sóng. Có cậu bé, cua đuôi chèo nóng nóng, cá không nhiều, nhiều vụ của hôm nay. Về để nghe, hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh, chiều cầu an phước về. Nhà thờ bên, đang vào giờ thánh lễ, tắm đâu đây, nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Nam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình giữa ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng về Bảo Lộc hết chứ. Thật ra nghe giọng nói thôi mình đã ấn tượng rồi đó. Anh trai hả? Theo nhận xét và đánh giá của tôi thì đây là một cô gái rất là chu đáo, rất là khéo léo. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi, mà cô ấy đã có đứng ở đây một cái nơ, nó giống như là một món quà. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Hay quá. Rồi mình nói luôn về ưu điểm của mình đi nè. Ngoài cái chu đáo đó thì mình còn gì nữa nè? Khéo léo nè, là chị cũng thấy luôn rồi đó. Hơi bị khéo đấy. Ưu điểm của em là em tự học ạ. Quyết đoán mạnh mẽ và thật sự là em tự lập từ em có thời gian của anh học ở nhà là 5 năm, thành ra là mọi vấn đề ví dụ như là nấu ăn hay là các vấn đề về đi làm kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Và em cũng có ưu điểm là em giỏi tiếng Nhật ạ. Đương nhiên rồi, ở 5 năm. Khuyết điểm của em thì em nói với một khuyết điểm nói luôn là, em là một người rất mình công việc ạ, cho nên là đôi lúc khi mình hết mình về công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Em ơi, em muốn nghe cái giọng ngọt ngào nó ấn tượng như đó bằng tiếng Nhật đó. Em có thể giới thiệu em tên gì, đến từ đâu, em đang ngồi với ai bên đó? Chào anh Quỳ Linh với chào anh Bảo đến đây cái coi. Dạ, vậy em xin phép được nói một đoạn tiếng Nhật như yêu cầu anh Quỳ Linh ạ. Rồi. Em xin phép được dạy được không? Được. Dạ. Hà chí mê ma shite. Watashi wa Yu to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Kyō wa watashi to onesan wa ikimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Ok, xin tập đi. Okay. Biết nói tiếng Nhật không? Dạ không, em xin phép là tiếng Việt. Cái đó khó xin phép, em rất tự nhiên. Thì sau khi nghe bài ngôn ngữ chia sẻ hết là các phương nhược điểm thì em xin được phép chia sẻ những cái ưu điểm và khuyết điểm của mình. Về ưu điểm thì em là một người rất thích chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Ngoài ra thì em cũng rất là thích mang lại niềm vui tiếng cười cho tất cả mọi người. Đó cũng như là cái cách mà để em giải tỏa cái căng thẳng của mình mỗi khi mà em làm việc, và vì công việc của em là mang tính chất nghệ thuật,
cho nên đôi lúc đó, em làm nhiệm vụ thương mình hoặc là em đã tăng những công tích cái nghề của mình. Tại sao? Dạ, đôi khi là vì một thời gian áp lực về sẽ cũng khá với cái ngành công tác, tại vì em mình cũng khá là đầu tàu, cho nên là cái việc đó làm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm của mình vừa là ưu điểm của mình. Tôi luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ, đúng. Em cũng khá là chu toàn của mình. Và cái nhược điểm lớn nhất của em đó là cái tên. Em rất là hay quên. Em làm một xíu mới rồi để đó là em học quên một chút. Em hát quên lời. Dạ, giờ đôi lúc cũng có. Trời đất. Dạ. Nhưng mà cái đó thì ít rồi, chứ không có nhiều trong số các trường hát. Lên trực tiếp mà quên lời là chết luôn. Dạ, với lại em còn hay bị cái là hay nổi nóng. Dạ, em lâu lâu hay nóng tính một chút. Nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó em lại bình tâm. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ, một vài phút có thể làm nhói lòng một ai đó. Dạ, em thì đó là cái nguy hiểm lớn của em. Em rút là một vài giây được không? Dạ, em nghĩ là một vài phút là nó mới đủ, chứ còn một vài giây. Trời ơi, nó chỉ lướt qua. Kinh khủng lắm em ơi. Dạ. Ngồi nghe ai mà nóng tính phải chửi một vài phút nó nghe nó kinh khủng lắm. Dạ không ạ, khi nóng tính thì em không có việc dùng cái thái độ hàn học với ai, mà em sẽ lặng im đi ra một góc. Ừ, để em tự em bình tâm lại, sau đó em quay trở lại với cái người đó. Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ cũng được luôn ạ. Ừ, chuyện đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Đó. Dạ. Được đó, nhà ta tôi bị nóng tính. Nhưng chắc chắn từ đây nóng tính là hát thôi. Nóng rồi là hát. Nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá, cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà không được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh thôi. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Rồi, nhà gái, em có đường tình duyên thế nào rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3, còn một bạn là bên nhà tập. Chắc. Thì thực sự là có lý do mà bọn em chia tay, có thể là hai mối tình chưa đủ yêu để bọn em có thể vượt qua sóng gió, cho nên là em đã dừng lại. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ, bên Nhật là 3 năm nay ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. Những cái bạn đi du học, đi lao động, 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm. Chia sẻ với nhau rất là nhiều, nhưng mà vẫn không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm mà. Không buồn, không ở nhà buồn quá chứ. Sẵn sàng tới với một câu chuyện mới chưa? Nhưng mà từ Vĩnh Dực về đây lâu chưa? Em về được hơn 3 tháng rồi ạ. Trời ơi, vậy mới chia tay bển hả? Dạ không, em chia tay hơn nửa năm rồi ạ. Ừ, tưởng nó mới chia tay về đây luôn chứ. Thôi cũng được. Thì qua chị nhiều chuyện thôi, nhà trai bao nhiêu mối tình. Trai chắc cũng khá lắm à. À, thì về tình trường của em thì chắc là em khá. Thấy chưa? Chắc là có bao nhiêu mối tình. Chắc là thấy khá rồi. Chắc gì cho em. À, về người chắc sẽ là bao nhiêu tình. Ừ. À, mối tình gần nhất của em là cái là 4 năm tuổi. À, khi em cần tiến đến sắp sửa sẽ còn có tình đó. Nhưng vì một số lý do của cả hai đứa, cho nên là anh không cần biết lý do gì, nhưng mà mình có nhận ra cái khuyết điểm gì do mình tạo ra trong cái cuộc chia tay đó không? Dạ thì khuyết điểm của mình là phần cả hai của em đều là nghệ thuật hát, cũng đều là ca sĩ, cho nên là đôi khi hai đứa dành hát đó hả? Gì cũng nói được.